300 cái xe điện có khoảng độ 800, 900 người gì đấy. Chưa bao giờ có một cái sự kiện gặp mặt của một cái hội nhóm xe nào mà nó đông như thế. Ta chào đón một ngôi sao hạng A, đó là Charlie Puth. Từ trước đến nay chưa ai có thể mời được một ngôi sao lớn như vậy, thì mình nghĩ đây là một sự kiện xứng tầm quốc tế ạ. VF9 phải nói là xe to nhưng mà lái cực thích. Còn đấy chắc là nếu mà đi đường trường thì rất là dễ chịu. Mình vừa đi mình vừa được hưởng thụ chẳng hạn như là massage này, làm mát ghế, làm ấm ghế. VF9 thì chúng ta có cả massage. Đây là một cái chức năng mà mình nghĩ là không phải xe nào trong tầm giá đó cũng có cái chế độ này. Và đặc biệt là nó rất là rộng rãi và thoải mái, cũng như là cái cảm giác lái của nó rất là chắc. Cũng như là tốc độ tăng tốc của nó rất là nhanh so với lại xe xăng, tức là độ trễ của nó dường như là không có. Trong cái tầm giá thì mình nghĩ đây là một cái sự cạnh tranh rất là lớn so với lại những xe xăng. Em thích VF8 nên em mới chọn đi thử VF8. So với ở tầm giá thì nhìn nó kiểu nó sang trọng hơn, các cái tính năng thì nó cũng khá là hay, nhiều xe không có.